Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã lấy ra được cái giá trị khi người dùng người ta nhập vào, thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ tiếp tục là các bạn sẽ quay trở lại cái tập tin là main.dash. Lúc này chúng ta sẽ xử lý không phải là tạo ra những cái dữ liệu ảo nữa, mà chúng ta sẽ dựa vào những cái giá trị người dùng người ta nhập vào để chúng ta lưu vào trong cái mảng item. Rồi, như vậy thì để lưu rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ tạo ra một cái function, và mỗi lần chúng ta ấn thì chúng ta sẽ nhận được một cái function chúng ta gọi tới, và chúng ta nhận được cái giá trị name, đúng không? Chúng ta đã nhận được cái giá trị name của người dùng rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể lưu nó vào bên trong. Rồi để lưu thì bây giờ mình sẽ xây dựng ra một cái function. Thì trong cái function này mình cũng chưa cần phải trả về cái giá trị gì cả, nên mình sẽ để kiểu là kiểu void. Rồi ở đây thì mình sẽ tạo ra đó là handle start. Lúc này thì trong cái handle start thì mình cần phải nhận vào một cái giá trị, đó là name của cái công việc. Thì sau này chúng ta có thể mở rộng ra, chúng ta có thể nhận thêm đó là ngày tháng của công việc, rồi ID của công việc, vân vân. Thì lúc này mình làm một cái app đơn giản thôi, nên mình chỉ cần nhận vào đúng cái name, và sau đó những cái bên trong như là ID, như là ngày giờ gì đó thì chúng ta có thể tự tạo ra cũng được. Rồi ở đây thì cái công việc của chúng ta lúc này đó chính là một cái data item, thì nó bao gồm đó là gồm có ID và gồm có name. Cái ID lúc này á thì mình có thể mình sẽ set cho nó một cái giá trị, đó chính là cái thời gian hiện tại, tức là cái người dùng người ta nhập cái thời gian nào thì mình sẽ lưu nó bằng cái thời gian hiện tại của người ta nhập. Như vậy thì nó sẽ tránh cái trường hợp là các cái ID nó bị trùng nhau. Như vậy thì khi mà chúng ta gọi tới cái handle start thì mình sẽ nhận được cái giá trị name, thì nó là một cái kiểu string và tên là name, một cái biến đó là name kiểu string thôi. Rồi khi mà rơi vào bên trong cái handle start thì mình sẽ có name rồi, thì mình tạm thời mình in ra cái name này trước đi, rồi chúng ta xử lý sau cũng được. Vậy thì mình in ra biến name. Tiếp tục để gọi được tới cái handle start, mỗi lần chúng ta ấn vào start thì lúc này các bạn sẽ phải truyền vào bên trong cái model bottom của chúng ta, gồm có cái phương thức đó là start. Đấy, chúng ta sẽ truyền nó là start đi. Truyền chính là cái handle start. Khi mà chúng ta truyền start vào bên trong thì chúng ta cần phải rewrite nó ở bên trong cái model bottom. Các bạn đi vào, tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện đó là rewrite this.attach. Rồi lúc này thì mình sẽ tạo ra một cái final là kiểu function, nó là start. Như vậy là mình đã truyền được cái function là handle start vào bên trong cái card model bottom. Như vậy thì bây giờ mỗi lần chúng ta ấn vào sự kiện on click thì thay vì các bạn in ra cái giá trị là controller.test thì mình sẽ tạo ra một cái biến đi để cho nó gọn gàng, thì mình sẽ tạo ra name sẽ chính bằng controller.test đó. Rồi ở bên dưới thì mình không cần thực hiện cái phương thức in ra nữa, mà lúc này thì mình sẽ truyền vào bên trong cái handle start, đó là cái name. Như vậy thì bây giờ mình sẽ vào trong main.dash mình xem là chúng ta đã in ra được cái giá trị khi mà chúng ta truyền vào gọi tới cái handle attach hay chưa. Rồi lúc này các bạn sẽ thực hiện thêm mới một cái công việc như là code, ấn vào attach thì các bạn thấy chúng ta vẫn in ra được cái code. Rồi lúc này thì khi mà chúng ta đã nhận được cái name thì mình sẽ tạo ra một cái đối tượng data item mới để mình lưu nó vào. Mình sẽ đặt ra một cái biến là new item sẽ chính bằng cái data item, và chúng ta cần truyền vào hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất đó là ID và giá trị thứ hai đó là name. Thì name chúng ta đã nhận được từ ở bên kia truyền sang rồi, tức là từ cái model truyền sang, đó chính là cái biến name. Còn ID lúc này thì mình sẽ lấy chính là cái thời gian hiện tại của chúng ta, tức là khi người dùng người ta ấn lúc nào thì chúng ta sẽ lấy cái thời gian lúc đó bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện datetime.now để chúng ta lấy được cái thời gian hiện tại. Và chúng ta cần phải chuyển nó sang một cái kiểu string bằng cách là chúng ta chấm tới true string. Đấy, bởi vì ID chúng ta hiện tại đang nhận vào một cái kiểu string nè, nên các bạn cần phải chuyển cái thời gian hiện tại sang cái kiểu string. Rồi lúc này thì mình sẽ in ra cái new item này để xem là chúng ta đã lấy được cái giá trị chúng ta tạo mới đó ra hay chưa. Rồi save lại. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện tạo ra code attach. Rồi chúng ta in ra được một cái instance của data item. Thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách là chúng ta có thể chấm tới những cái giá trị như là name để chúng ta xem chúng ta lấy ra được hay chưa. Rồi thực hiện thôi. Code name. Ok, attach thì các bạn thấy chúng ta in ra được. Lúc này thì chúng ta đã tạo ra được một cái đối tượng mới bao gồm có ID của cái công việc và tên của công việc rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ lưu nó, thêm mới nó vào bên trong cái mảng item list bằng cách là chúng ta sẽ xóa tất cả những cái dữ liệu ảo đi. Đấy, mình sẽ xóa hết. Bởi vì lúc này chúng ta cần là cần người dùng nhập vào chứ không phải là cần một cái dữ liệu ảo mà chúng ta tạo ra nữa. Để thêm một cái data item vào bên trong cái mảng, một cái list item, thì chúng ta sẽ thực hiện cái phương thức đó là item.s để chúng ta truyền, chúng ta thêm mới một cái phần tử vào bên trong một cái list là item. Thì chúng ta sẽ thực hiện đó là item.s. Rồi sau đó mình sẽ truyền vào cái new item, tức là mỗi lần chúng ta thêm mới thì chúng ta sẽ thêm một cái new item.
Rồi lúc này thì mình refresh lại thì các bạn thấy tất cả những cái tin tức trước đó của chúng ta tạo ảo thì nó đã không còn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình thêm mới một cái công việc. Rồi mình sẽ thêm đó là code etas. Thì các bạn thấy lúc này chúng ta đã có được một cái data item bên trong cái mảng item list rồi. Rồi tiếp tục mình có thêm một thằng nữa đi là code 1 etas, thì chúng ta có được hai phần tử nằm bên trong cái item của chúng ta. Nhưng mà lúc này các bạn thấy khi mà chúng ta thực hiện cái việc đó là chúng ta thêm mới nó vào bên trong cái danh sách các cái phần tử của chúng ta là items, thì nó đã thêm rồi, nó đã lưu trữ rồi nè, chúng ta in ra được gồm có hai phần tử rồi nè. Nhưng mà chúng ta không thể cập nhật được cái giao diện, lý do bởi vì chúng ta chưa có một cái phương thức gì để giúp cho cái Flutter hiểu rằng chúng ta đã thay đổi dữ liệu rồi, đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ thực hiện tới một cái phương thức đó là setState. Cái phương thức setState này sẽ dùng để thông báo rằng dữ liệu của chúng ta đã được thay đổi. Thì lúc này cái widget ở build context sẽ được rebuild. Như vậy thì bây giờ mình cũng test thử luôn bằng cách để thực hiện được cái phương thức là setState. Thì việc trước tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải chuyển cái My App của chúng ta từ Stateless Widget sang thành Stateful Widget thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái phương thức setState. Thì mình sẽ có một cái bài để phân tích cái phần Stateless Widget và Stateful Widget. Rồi bây giờ để chuyển thì các bạn sẽ ấn vào bên trong cái Stateless Widget, các bạn sẽ mở cái nhắc lệnh ra. Ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta có thể chuyển nhanh sang một cái Stateful Widget nè. Đối với Stateful Widget thì nó sẽ có một cái phương thức đó là Create State. Đấy, create state và gọi tới cái my app state. Lúc này my app state sẽ extend từ cái state my app. Lúc này thì muốn thực hiện các bạn chỉ cần gõ đó là set state. Đây nó cũng nhắc lệnh cho mình. Set state thì chúng ta sẽ truyền vào bên trong là một cái function. Rồi, như vậy thì đơn giản lúc này chúng ta sẽ chuyển cái phương thức là item.add truyền vào bên trong. Đấy. Rồi chúng ta sẽ thực hiện set lại cái item và chúng ta sẽ thông báo cho Flutter biết là chúng ta đã có dữ liệu thay đổi rồi. Thì những cái widgets ở trong cái build context sẽ được rebuild lại. Bây giờ mình sẽ in ra luôn cho các bạn xem. Đây, in ra là rebuild để cho các bạn xem là mỗi lần chúng ta thêm mới một cái công việc thì cái phương thức của chúng ta nó sẽ được rebuild lại. Rồi, lúc này mình save lại. Tiếp tục mình thêm mới một cái công việc là code start. Thì các bạn xem, cái code của chúng ta nó đã được xuất hiện và cái chữ rebuild chúng ta cũng in ra được, tức là ở trong cái build context nè, ở trong cái hàm build này nè, nó đã được gọi lại và nó show ra một cái giá trị mới. Bởi vì sao? Bởi vì cái item của chúng ta nó đã thay đổi và nó báo cho Flutter biết là cái dữ liệu của chúng ta đã có một cái sự thay đổi, cần phải chạy lại những cái widgets nằm ở phía bên dưới và in ra những cái giá trị cho nó phù hợp với cái giá trị chúng ta đã thay đổi cho nó. Rồi bây giờ mình có là code 1 etas thì các bạn thấy chúng ta cũng in ra được cái code 1, có code 12 etas. Thì lúc này chúng ta mỗi lần chúng ta thực hiện cái việc là chúng ta etas rơi vào trong cái handle etas và chúng ta thêm mới một cái new task, sau đó chúng ta cập nhật lại bằng cách là chúng ta thực hiện cái phương thức đó là set style để chúng ta thêm mới vào bên trong cái item của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cho cái vấn đề đó là khi mà chúng ta thêm mới một cái công việc và chúng ta sẽ cập nhật cái công việc đó lưu vào bên trong cái item và cái widget của chúng ta nó cũng được rebuild lại, show ra những cái dữ liệu mới mà khi mà chúng ta vừa mới thay đổi. Rồi tiếp tục thì như vậy lúc này các bạn sẽ thấy nếu như chúng ta chưa có truyền cái gì vào trong cái ô task name thì chúng ta ấn add task nó vẫn tạo ra một cái giá trị cho chúng ta. Như vậy thì đây cũng không phải là cái mà chúng ta đang cần, đúng không? Thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái người dùng người ta chưa nhập gì vào cái ô task name thì họ ấn add task chúng ta sẽ không làm gì cả. Hoặc lúc đó các bạn có thể hiển thị thêm một cái câu thông báo hoặc là chúng ta show ra một cái pop up để thông báo cho người dùng là yêu cầu họ cần phải có cái task name thì chúng ta mới xử lý được. Thì lúc này để xử lý thì các bạn sẽ quay trở lại với cái phần model pop up. Đây, cái model bottom. Tiếp tục khi mà chúng ta gọi đến cái start, trước khi mà chúng ta gọi đến cái start, chúng ta truyền vào cái giá trị name thì mình sẽ xử lý, mình kiểm tra là cái giá trị name của chúng ta có tồn tại hay không bằng cách là mình sẽ thực hiện kiểm tra nếu như cái name chấm tới để kiểm tra nó có rỗng hay không thì các bạn sẽ thực hiện một cái phương thức đó là chấm tới empty. Thì nếu như cái giá trị này mà nó trả về true thì nó sẽ rơi vào trong cái trường hợp ở bên trong cái ngoặc nhọn như thế này. Rồi lúc này thì mình sẽ xử lý đó là mình sẽ không làm gì cả thì mình sẽ return không. Đấy, return như thế này thôi, không làm một cái gì hết. Rồi mình save lại. Bây giờ thì mình sẽ add thì các bạn thấy chúng ta không có cái hiện tượng gì xảy ra. Nếu như mình nhập giá trị hello, đấy mình ấn add thì các bạn thấy lúc này chúng ta mới thêm được cái dữ liệu. Rồi tiếp tục còn một cái vấn đề nữa là chúng ta cũng sẽ xử lý luôn, đó chính là khi mà mình đã có một cái task rồi và chúng ta ấn vào trong cái add start
chúng ta đã thêm được vào trong cái dữ liệu. Thì lúc này mình muốn là cái ô model của mình nó cũng sẽ cất đi như thế này luôn, bởi vì người dùng ấn thêm thì nó phải ẩn đi cái ô model của chúng ta. Khi mà chúng ta mở lên một cái model như thế này thì tức là nó đang hiện lên một cái task nằm đè lên cái phần body của chúng ta. Như vậy thì muốn quay trở lại, các bạn chỉ cần thực hiện cái câu lệnh là navigator.path và truyền vào cái context. Như vậy thì để nhận được cái context khi mà chúng ta gọi tới cái handle onClick, và đây chính là cái context để chúng ta khai báo cái vị trí của nó. Thì để truyền vào thì lúc này các bạn sẽ thực hiện tới một cái, gọi tới một cái hàm đó là handle onClick, và chúng ta truyền vào cái giá trị context. Như vậy thì khi mà chúng ta truyền vào cái context này thì tại cái hàm handle onClick chúng ta cũng phải nhận được cái context đúng không? Rồi chúng ta kéo lên, ở đây thì mình xây dựng thôi, lúc này nó chính là build context và nhận được cái context. Rồi mình sẽ kéo xuống. Ở đây thì chúng ta đang thực hiện bỏ đi một cái dấu ngoặc. Đấy, thì nó không còn báo lỗi nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ gọi tới cái handle onClick mỗi lần chúng ta nhấn vào cái elevator button và chúng ta truyền vào cái context, và chúng ta nhận được cái context tại cái handle onClick. Và lúc này mình xử lý bằng cách đó là mình sẽ trở về cái trang thôi. Rồi, lúc này mình thực hiện đó là navigator.path. Rồi chúng ta truyền vào cái context, như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công. Về cái phần navigator này thì ở cái bài sau chúng ta sẽ thực hành nhiều hơn về cái phần chuyển trang, rồi phân ra các cái màn hình, các cái trang khác nhau, thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái thành phần navigator. Hiện tại thì chúng ta chỉ muốn đó là mỗi lần chúng ta ấn thì nó chỉ trở về thôi. Thì các bạn sẽ gọi tới một cái phương thức đó là navigator.path và truyền vào cái context, thì nó sẽ tự động là nó sẽ trả về cái màn hình trước đó cho chúng ta. Rồi bây giờ mình thực hiện thử luôn. Mình thêm một cái là cost 14, rồi ấn S. Thì lúc này các bạn thấy chúng ta thêm được cái cost 14 và nó cũng ẩn luôn cái model của chúng ta. Như vậy là mình đã thực hiện thành công cho cái việc là thêm dữ liệu. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái bước đó là chúng ta sẽ xóa cái dữ liệu ra khỏi database.